chân vào một con hẻm trên đường Lê Văn Sĩ. Tôi bị thu hút bởi một quán nhỏ trang trí theo phong cách hoài cổ, cà phê mưa rào. Thoạt nhìn, màu sắc và cách bố trí không gian trong quán không gì mấy đặc sắc. Nhưng đối với thế hệ 9X như chúng tôi, đó là cả một bầu trời tuổi thơ. Kệ truyện cũ, nơi có nhiều cuốn truyện tranh mà hồi nhỏ tôi thích mê. Bây giờ những câu chuyện ấy không còn siêu thực như tôi từng nghĩ. Nhưng ngày ấy, đối với tôi, nó là niềm vui, là kho báu. Rồi cả những buổi trưa hè, trốn ngủ trưa để ra ngoài với đám bạn chơi đồ hàng, chơi cù, tạc hình. Không biết sao ngày xưa lại khỏe như vậy, chơi cả buổi mà không thấy mệt. Chỉ thấy đứa nào cũng lem luốc mồ hôi, cười khàn cả giọng mà vẫn vui. Bên cạnh là cả một kho bánh tuổi thơ. Nhớ những ngày đi học về, tôi phải năn nỉ mẹ mua bằng được mới thôi. Rồi mấy đứa trong xóm xúm lại một hộp kẹo. Sao ngày đó cảm thấy ngon vô cùng. Nước uống của quán cũng toàn là những món quen thuộc. Tuy nhiên tôi bị ấn tượng những cái tên lạ tai như trà thanh xuân. Cầm ly nước trên tay, tiến gần đến chiếc bàn gỗ cũ kỹ ngày nào, tôi lặng hồi tưởng về tuổi thơ ngây dại, về những ngày tháng vô lo nghĩ, vô ưu tư. Trải qua một buổi lạc đường đầy ý nghĩa, đứa trẻ to xác như tôi thật sự mong muốn thời gian quay lại để một lần nữa trải qua những cảm xúc quý giá đã từng